khá bảnh của hiện tại nếu không phạm pháp. Khá bảnh đang thi hành án 10 năm 6 tháng của mình và sẽ rất lâu nữa anh ta mới được quay trở lại với gia đình và xã hội. Thế nhưng nếu Khá Bảnh không phạm pháp vào ngày 1 tháng 4 năm 2019 và được sống tự do ở bên ngoài cho tới bây giờ, thì thân thế và sự nghiệp của anh ta sẽ ra sao? Rất nhiều người cho rằng lúc bị bắt đó chính là lúc anh ta đạt tới đỉnh cao về độ nổi tiếng, về mức kiếm tiền, về số lượng đàn em. Lượng đàn em đi theo anh ta tăng dần tỷ lệ thuận với sự nổi tiếng, và nếu như anh ta còn ở ngoài cho đến thời điểm hiện tại thì không biết số lượng em út đi theo sẽ nhiều đến nhường nào, và sự nghiệp anh ta không biết sẽ rực rỡ ra sao khi chỉ riêng số tiền YouTube trong một tháng đầu năm 2019 đã gần 500 triệu, chưa kể các hợp đồng quảng cáo đi quẩy hút các dân chơi tại các quán bar. Chắc lượng em út đi theo Khá Bảnh mỗi lần anh ta xuất hiện vào thời điểm hiện tại phải đông như quân nguyên. Chỉ cần số đàn em đi theo sau thôi là đủ full các quán bar, sàn nhảy. Khá Bảnh sẽ sớm hoàn thành ngôi biệt thự hoành tráng của mình, sẽ làm đám cưới linh đình với Hương Dương, và có thể thằng Sèng đã chào đời như bức thư mà Bảnh gửi cho Hương Dương. Tuy nhiên đó chỉ là một giấc mơ và cần vô số điều kiện để có thể xảy ra trong cuộc sống thực tại nếu nhìn ngược lại con người và tính cách của Khá Bảnh. Thực ra cuộc đời Khá Bảnh giống như một canh bạc, lúc đỏ thì hóa thành tiên, lúc đen thì rớt xuống vực thẳm. Và tính cách của Khá Bảnh cũng mang nhiều yếu tố của một con bạc, đó là sự liều lĩnh, sự tham lam, sự ham vui. Hơn nữa anh ta không thích mình giống với số đông, khi kiểu tóc phải độc đáo, ăn mặc phải đặc biệt, chữ viết phải khác người. Thế gian này người ta đặt ra quy định đầu câu hay tên riêng mới được viết hòa, nhưng với Khá Bảnh thì anh ta thích phá mọi quy luật, viết hòa bất cứ đâu anh ta muốn. Đó quả thực là nỗi lo của các bậc phụ huynh và những người làm thầy, nếu các học trò của họ muốn phá mọi quy luật giống như Khá Bảnh. Khá Bảnh rất ít khi dùng đến lý trí mà phần đa sống theo bản năng. Chỉ có bản năng, chỉ có một cơ thể thả lỏng thư giãn thảnh thơi trong suy nghĩ mới có thể có những điệu nhảy uyển chuyển và điệu cười sảng khoái vô tư đến vậy. Cuộc đời anh ta chạy theo niềm vui, nơi đâu có cảm xúc có niềm vui là có Khá Bảnh. Đó là vũ trường, đó là các buổi tiệc tùng, là canh bạc, là các chất kích thích. Phần đa chúng ta ghét những kẻ nói đạo lý văn vở, nhưng sống không ra gì và dễ mến mộ những kẻ thô và thẳng hồn nhiên như Khá Bảnh. Đó chính là lý do anh ta nổi tiếng và có fan, và đó cũng chính là lý do anh ta vấp ngã. Sự hồn nhiên vô tư khiến cho người ta yêu mến, nhưng sự hồn nhiên vô tư không toan tính, không nghĩ đến hậu quả thì sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào. Ranh giới giữa được phép và phạm pháp khá mong manh và không dành cho những kẻ quá hồn nhiên mơ màng, chỉ chạy theo cảm xúc mà không dùng tới lý trí. Với lối sống đó, Khá Bảnh không bị bắt, không phạm pháp vào thời điểm mùng 1 tháng 4 năm 2019 thì cũng sẽ vướng vòng lao lý vào một thời điểm nào đó. Nó như một điều tất yếu mà anh ta khó tránh khỏi. Something at the edge of space.